Bảo vệ bản thân khỏi các bạo lực trong gia đình. Bạn làm tốt chứ? Bạo lực trên cơ sở giới không chỉ tổn hại sức khỏe thể chất mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của nạn nhân như sợ hãi, mất tự tin, trầm cảm và hơn thế nữa. Trong cùng một hoàn cảnh sống, người khuyết tật gặp nhiều khó khăn hơn vì bị phân biệt đối xử kép cả từ khía cạnh giới và khuyết tật. 1. Bạo lực, bạo hành thể chất có biểu hiện như: người chăm sóc khi mệt mỏi và áp lực thì họ có thể ích kỷ càng khi chăm sóc, tắm rửa hoặc vô tình quên cho người khuyết tật ăn. Thậm chí người chăm sóc có thể động tay động chân với người khuyết tật. 2. Bạo hành bạo lực tinh thần đối với người khuyết tật có thể kể đến: trong lúc nóng giận hay mệt mỏi, người chăm sóc có thể xúc phạm, đề cập đến khiếm khuyết của người khuyết tật, lớn tiếng hay nặng lời, xua đuổi người khuyết tật, làm hư các tài sản cá nhân của người khuyết tật. Dù người khuyết tật có đủ năng lực hành vi dân sự và điều kiện để kết hôn, nhưng chỉ vì họ khuyết tật, người chăm sóc hoàn toàn cấm cản người khuyết tật, đặc biệt phụ nữ khuyết tật kết hôn. Ngoài giai đoạn dịch bệnh COVID phức tạp, người chăm sóc cấm hoặc hạn chế cho người khuyết tật tiếp xúc với những người xung quanh, hoặc khi gia đình có những quyết định quan trọng, ví dụ mua đất, bán đất, sửa chữa nhà cửa, hay trong sinh hoạt thông thường, người chăm sóc hoàn toàn không tham khảo ý kiến của người khuyết tật. 3. Bạo hành, bạo lực kinh tế bao gồm một số biểu hiện. Thứ nhất, người chăm sóc giữ tiền của người khuyết tật nhưng không chi tiêu theo nhu cầu của người khuyết tật và cũng không bàn bạc với người khuyết tật. Thứ hai, người chăm sóc hoàn toàn không cân nhắc phân chia tài sản cho người khuyết tật theo quy định của pháp luật. 4. Bạo hành, bạo lực tình dục người khuyết tật là khi người chăm sóc thường vệ sinh cá nhân như tắm rửa, thay quần áo cho người khuyết tật tại nơi không riêng tư, không được che chắn, hoặc trong lúc hỗ trợ người khuyết tật vệ sinh sinh hoạt cá nhân, người chăm sóc, bất kể cùng hay khác giới tính, có những đụng chạm không cần thiết vào các bộ phận nhạy cảm của người khuyết tật. Nghiêm trọng nhất là hành vi lạm dụng, cưỡng ép người khuyết tật quan hệ tình dục. Bạo lực có thể diễn ra từ hai phía, không chỉ người khuyết tật bị bạo hành mà ở hướng ngược lại, những người chăm sóc cũng có thể bị người khuyết tật bạo hành. Những người khuyết tật vận động do bệnh lý và tai nạn, ở giai đoạn đầu thường chưa thể chấp nhận được khuyết tật của bản thân, họ sẽ cáu gắt hay la mắng và nghiêm trọng hơn là gây thương tích cho người chăm sóc, thường là con cái hoặc vợ chồng. Vì vậy, việc dung hòa trong sinh hoạt giữa người khuyết tật và người chăm sóc là điều cần thiết. Sau đây là một số quy tắc trong giao tiếp giúp hạn chế các mâu thuẫn xảy ra và ngăn chặn các hành vi bạo hành. Thứ nhất, người khuyết tật và gia đình nên hiểu rằng khuyết tật không phải là bất hạnh mà chỉ là sự bất tiện. Nếu xã hội không còn sự kỳ thị, các công trình được thiết kế thuận tiện với người khuyết tật, các chính sách hỗ trợ được thực thi hiệu quả thì người khuyết tật sẽ tự tin và làm chủ cuộc sống của mình. Xem sự khiếm khuyết của người khuyết tật như một sự đa dạng và tôn trọng những điểm đặc biệt của người khuyết tật. Thứ hai, mọi gia đình đều có mâu thuẫn. Để phòng chống bạo lực, hãy suy nghĩ, nói và hành động dựa trên tình yêu thương và thấu hiểu. Trong giao tiếp, không nên sử dụng những từ ngữ thiếu tôn trọng, trêu chọc hoặc dán nhãn người khuyết tật. Không bi thảm hóa, anh hùng hóa vì điều này vô tình tạo ra sự khác biệt cho người khuyết tật trong cộng đồng. Thứ ba, chú ý đến yếu tố giới trong chăm sóc người khuyết tật, đảm bảo sự kín đáo và riêng tư trong việc vệ sinh cá nhân, hạn chế có sự xuất hiện của người khác giới lúc này. Thứ tư, cần chia sẻ công việc, phân công lao động phù hợp. Người khuyết tật có thể thực hiện các công việc nhà, học nghề và làm các việc có thu nhập phù hợp với năng lực bản thân. Không phân biệt đối xử giữa nam và nữ khuyết tật, mọi người đều có quyền được đi học, đi làm, giao lưu kết bạn, tham gia các hoạt động xã hội khác. Thứ năm, hãy tạo điều kiện để người khuyết tật giao lưu, kết bạn, tìm hiểu về quyền và các chính sách hỗ trợ người khuyết tật, tham gia vào các hội nhóm sở thích, hội nhóm tự lực dành cho người khuyết tật. Thứ sáu, khi có mâu thuẫn hoặc phát hiện các dấu hiệu của bạo lực, đừng ngần ngại tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ từ câu lạc bộ người khuyết tật, chính quyền địa phương và nhóm cộng tác viên hỗ trợ của DRD theo hotline 0399988336. Hãy tôn trọng bình đẳng giới để cuộc sống thoải mái, an toàn và lành mạnh.